Giờ đi tới Tây Ninh rồi, đi tới Nghi Cẩm rồi đúng không? Rồi bữa nay bắt đầu á hả, cũng đông ghê. Mỗi năm nó làm khác nhau ha. Lát mình xuống mình chụp hình. Mỗi năm nó làm khác nhau. Bảy mẫu hai đồ á, đi vô đứng đó quay chơi là vô quay vô thì gã vô ở thằng ra luôn ấy nè, đó cả nhà mình nè, cả gia đình mình đi lên núi Bà đó, bây giờ đó, đó núi Bà nha, đó cả gia đình mình đi lên núi nha, đó quay đi rồi đi đi vô cổng, cầm cái giấy ra chừng giấy vô cổng đó. Ở này này đông này mùng mùng 7 mùng 8 rồi. Mùng 8. Mùng 8 này á chùa Bà đông đông mà. Trời ơi đẹp quá ha. Lát mắt mắt bông bông thứ mình đó. Lát mắt mắt ra chụp. Mát gì lát nắng chứ mát. Thì mình đi xuống lát rồi mình đi đám cao nó bắt đầu đó, mình ra mình chụp cháy mảng cầu rồi cháy mảng cầu hả mảng cầu mê không có ngày đó chụp xả ha. Một cái cây bông bột à. Ai đi chùa Trung mà chưa có lấy cái điện ghé qua bên này mua giúp em nè. Ai đang cầm trên tay cái tấm lấy cáp màu vàng cam thì đi thẳng về trái. Đi thẳng 50 mét về trái. Bảy. Mười ngàn. Anh Bảy ơi, Bảy, Bảy. Bảy mình trả tiền luôn cho. Lúc sao? Đi chung cái gì vậy? À. Đi chung có giấy cáp đó, mình qua nhà ga kia mình tới rồi. Cáp lên núi Bà hả? Qua nhà ga đó mình tới cáp rồi. Chưa có bán. Thôi vậy là không, không, không có mua vé. Bán cáp ở đây một kinh. Vậy là mình đi, mình đi đã đi cáp rồi, đi cáp lên núi Bà rồi. Không có đi xe. Đâu có cáp mình đâu có đi xe được hả? Đi qua tới đây rồi. Qua tới đây là đi cáp rồi, vô đó rồi. Cáp này mình chưa đi đó, kỳ mình đi á đó. Đắp cửa đó. Ờ đúng rồi. Rồi cái mình đi mình đi lên đỉnh bên lên, mình lên trên mình đi dưới cho mình đi. Ừ. À, đi vô cổng là đi tắt cổng. Này mình đi tắt cổng. Ừ. Dạ đi tắt cổng qua đi cái cổng đi cái cổng luôn. Bữa hôm mình đi nó đóng cửa. Hôm nay cho nên phải đi bên kia. Và trở qua đây đi lên đỉnh. Giờ cả nhà mình đang đi à. Đi vô nhà ga. Wow. À. Gió, gió, gió. Ồ, gió. Đó, chạy giữa chiều nước nè. Nhà ga. Thank you.
lên là luộc ra chứ. Hôm nọ mình có đi đây mà. Dạ xin mời. Xin mời gia đình mình bước vào phía trong mà mọi người mình cầm trên tay một ví con kìa. Dạ rồi, không qua lại. Ở đây mình đi cùng con. Dạ mà đi cầm vé để cho ngon. Đi vậy vậy đi trước đi. Ờ, đi rồi. Ủa? Nè, nè, vé nè, vé nè. Vé ra. Người tắm, người tắm. Bảy ơi, bảy, mở hai. Ủa? Chừa con vé, chừa chị tắm, chị vé. Chia ra. Rồi rồi mốt cô coi bằng cái gì cô? YouTube á. Coi YouTube á hả? Coi YouTube. Đây cái đó YouTube. Ủa đằng trước không có luôn hả? Xin chào. Rồi. Rồi. Xin chào, xin chào. Nhân viên nhà ga nha. À, nhân viên trong bé. Cái này cô mua nhiêu cái cô? 10 triệu. 10 triệu còn dữ vậy? Thôi, hết hồn luôn á. Đây, đây. Rồi, cảm ơn con nha.